chào hai em. Dạ. À, em là người Việt Nam à? Dạ. À, người Việt Nam. Ta nhìn em, anh tưởng là em là cô dâu người nước ngoài. Em là người Việt Nam. Người Việt Nam. À, chào em, mời dạ. Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Văn Hoàng Anh, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh gỗ, làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Rồi em dạ em là Trương Cao Kỳ Duyên. À, em năm nay 22 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Em làm ở công ty giải pháp cảnh quan. Hai em làm lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai em lấy nhau được 2 năm. 2 năm hơn rồi. Hai năm hơn rồi lấy chồng dạ. Sớm tức là 19 tuổi mấy đã lấy nhau rồi đúng không? Em đúng 20 là em lấy chồng. Tình yêu của các bạn bắt đầu từ lúc nào? Thì lúc đầu á tụi em đi chơi chung với nhau á, lần đầu tiên gặp nhau em cũng không có ấn tượng gì về anh này nhiều lắm. Em cũng giống như là bạn của bạn mình thôi, thì là bình thường thôi. Ảnh cứ mời em ăn rồi mời em dùng cái này cái kia nhiều á, thì em nghĩ là trời, cái anh này đã thấy mình mập rồi còn bắt mình ăn nhiều nữa. Xong ngày đi chơi đó thì ảnh về á, ảnh đi hỏi cái bạn mà rất là thân với em. Bạn đó mới nói là Facebook của em. Thì ảnh mới comment inbox cho em. Lúc đầu em nghĩ, tại vì lúc đó em nhiều người theo đuổi lắm, em cũng không có để ý nhiều tới anh này, em cũng là rất là bình thường. Thì anh này ảnh mới nhắn tin, có nhớ tôi không? Hôm bữa tôi đi chơi chung với bạn nè, tôi mời bạn ăn nè. Thì em mới vô Facebook ảnh. Em nói, nhớ rồi, nhớ cái chú này rồi. Trời ơi, cái chú thì này. Em kêu bạn này là cái chú. Thì bạn này nghĩ là chắc là em chê bạn già. Nhưng mà thật chất em kêu là tại em kêu bằng chú em. Dạ, chỉ là chú em thôi. Em của mình, nó nhỏ tuổi hơn mình đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Nhìn vô là có ấn tượng mạnh nè. Nó không giống như mấy người con gái khác. Ấn tượng nhất là cái điểm nào? Thì lúc vợ em cười lên, rất là xinh. Có mỏm mỉm không? Dạ mỏm mỉm đi, đó giờ mỏm mỉm đó giờ luôn. Bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tiến tới tình yêu với nhau? Tại vì em ngày nào em cũng muốn đi ra đường hết á. Thì em đi học về là em muốn đi chơi, mà em lại rất là làm biếng chạy xe. Thì em mới kêu là chú ơi chú qua chở con đi lấy cái này đi. Chú ơi chú qua chú chở con đi lấy cái kia đi. Cái hôm đó ảnh qua chở em đi, là ảnh đi đá banh, bận nguyên bộ đồ đá banh luôn. Trước đó ảnh nhắn tin cho em á là em ơi anh đi xe quay á, em có dám ngồi lên không? Cái em mới nói bây giờ mà chú đi xe đạp á thì em cũng ngồi lên nữa. Tại vì em không có... Cái lúc mà nhắn tin là ảnh rất là quan tâm em, là ăn, ngủ hay là bất cứ cái gì ảnh đều nhắn tin cho em hết. Cho nên là lúc mà nhắn tin là em đã có cảm tình với anh này rồi. Cho nên là em cứ kêu ảnh qua chở em đi, qua chở em đi chơi. Thì đá banh xong á, ảnh mới hỏi là em ơi em có muốn ăn cái gì không? Cái em mới đòi đi ăn gà nướng, nó cũng hơi mắc tiền á. Mà em thì lại sợ anh này không có tiền, em không có dám ăn. Em ăn nhín, em ăn không được, chưa đủ sức em nữa. Em mới nói thôi em không ăn nữa. Thì tính ra là nó 130. Thì lúc đó anh có 200.000. Là tại vì anh đã cầm, trước đó anh đã đi cầm cái cà vẹt xe với chứng minh nhân dân của anh á, để lấy 200.000 đó dắt em đi ăn. Mà về sau này á em mới biết cái chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Ủa lúc đó là em làm cái gì? Dạ lúc đó là em đi làm công. Ôi sao này mới biết được cái 200.000 là ảnh cầm cố cái dạ. Của mình, thấy xúc động đúng không? Dạ. Mấy lần về sau là em dành trả hết, em biết rồi em dành trả. Em là rất là thẳng thắn. Thí dụ mà em thích ai em sẽ nói là em thích bạn đó. Bạn đó không thích em cũng được, nhưng mà em vẫn sẽ nói cho bạn đó biết. Thì ảnh không có nói với em là anh thích em hay như thế nào để nó có một cái gì đó chính thức. Ảnh không nói. Cái hôm đó em đi chơi xong về em bực quá, em mới nhắn tin cho ảnh. Bây giờ á, anh có thích, bạn có thích tôi không? Bạn có thì bạn nói có, chứ không á thì bạn nói không để tôi biết tôi thích người khác. Rồi lúc đó em trả lời sao? Lúc đó là em chưa có trả lời. Tại lúc đó em hồi hộp quá. Tim đập mạnh lắm, không biết trả lời sao nữa. Suy nghĩ khoảng 15 phút sau mới dám trả lời. Trời ơi, có 15 phút thôi à. Trả lời sao? Trả lời chỉ có một từ rồi, có à. Có. Trời ơi, 15 phút đồng hồ mà ông nói được cái chữ có. Có thôi đó. Lúc đó em trả lời lại ông Kỳ Duyên. Cái em mới nói là vậy lấy ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của mình luôn nha. Rồi các bạn quen nhau bao lâu thì cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng một năm. Là cái lúc mà em có em bé là vào sinh nhật của anh. Em vẫn chưa biết là em có em bé. Lúc đó em đi thực tập thì em té cầu thang. Em về em đau bụng hoài à.
cái em mới nói anh ơi em đau bụng kỳ lắm, thôi bây giờ anh đi mua que thử thai coi là em có bầu hay là như thế nào, tại em cũng trễ, thì anh đi mua que thử thai cho em luôn. Mà mấy cái mà vật dụng con gái á là anh đi mua cho em luôn. Cái em nghĩ là trời ơi, đó giờ đâu ai mà dám đi mua mấy cái chuyện đó đâu, mà anh Vân đi bình thường. Mua nhưng mà về thử thai thì là... Dạ, có em bé, là có anh ở đó luôn. Ủa lúc đó là các em đã đám cưới chưa? Dạ chưa. Em mới nói là trời anh ơi, mẹ em và chị em biết em có em bé là chị em với mẹ em sẽ đánh em chết, đuổi em ra khỏi nhà luôn. Thì anh mới nói là em cứ đi lên lầu nói với mẹ là em có em bé, nếu như mẹ và chị không cho em lấy anh dắt em đi luôn. Wow. Em còn tâm lý của em lúc đó như thế nào? Tâm lý em đó thì vừa vui mà cũng vừa sợ nữa. Nhưng mà mẹ biết anh này đúng không? Dạ. Mẹ có thích anh không? Dạ, tại anh này ốm quá, sớm em ai cũng nói là nhìn anh như xì ke vậy đó. Anh công an khu phố á mới hỏi dượng rể của em á, ủa ông ơi, cái hẻm của ông có cái thằng nào xì ke mới dọn về ở hả? Trời ơi. Thì ông dượng em mới nói là trời, thằng đó thằng rể của tôi á. Nhưng mà sau đó thì tụi em có tổ chức đám cưới không? Dạ có. Rồi tiền ở đâu mà tổ chức? Lúc đó em mượn ở gia đình. Mượn gia đình em hả? Dạ, em mượn trước gia đình xong rồi đám cưới xong rồi em trả lại hết. Ờ, đám cưới lời hay lỗ? Dạ lỗ. Lỗ hả? lỗ thì sao trả được? Lỗ là em bán hết vàng luôn. Lúc đó em rất là đau lòng. Cái em thiếu lại 15 triệu. Giống như là em muốn trả trước luôn. Thì em mới nói với chị em là chị ơi bây giờ em thiếu 15 triệu. Chị mới nói là thôi về đi, chị cho em mượn 15 triệu. Rồi sau khi cưới nhau, cho anh hỏi nghe, người đàn ông này nãy có nhiều tật xấu không? Dạ không, với em là em thấy anh hoàn hảo luôn á. Không lẽ là không có một cái tật gì xấu hay sao? Anh chỉ có là hơi tin người thôi. Còn ngoài ra là như chăm con, kiếm tiền, chăm vợ là anh làm rất là tốt. Không, tin người là như thế nào? Tin người lắm ra, anh. À là đúng rồi. Là mượn tiền giùm, đi cá độ giùm. Cái gì? Toàn là giùm không mà anh. Cá độ giùm nữa hả? Dạ, đi làm giùm người ta không à. Tại vì anh đi làm về bao nhiêu tiền á, là anh sẽ nói là em ơi hôm nay anh làm được nhiêu tiền nè, là đưa cho em. Xong rồi, cái ở trong công ty em á, thì mấy anh cũng chơi mùa World Cup á. Cái... anh này anh mới nói trời để tôi đánh giùm cho tài lanh nữa. Dạ đánh. Cái mấy ông kia mới đi mét lại với em là trời chồng mày nó rảnh ghê, nó lo chuyện này kia. Cái em mới thấy vậy em giận, em mới nói là em không thích cái chuyện mà lo chuyện bao đồng, em không có thích. Xong rồi em mới giận anh quá, em ôm con em đi Đà Lạt. Em đi Đà Lạt chơi 4 ngày mà đó giờ em không có chăm con giỏi, toàn là anh chăm không mà. Mới có ngày đầu tiên em gọi điện cho anh nên lên cứu em chưa hết nổi. Rồi bây giờ tới em đó, bà xã em có tật xấu gì không nè? Dạ em ấy thì chỉ có tật xấu là không chăm con thôi, với lại làm biếng lắm. Dạ em làm biếng lắm, mê ngủ nữa. Sáng sớm là con em đi học á là bà ngoại sửa soạn hết, rồi em xuống là sửa soạn rồi chở con đi thôi. Nhưng mà kêu vợ em 5 lần 7 lượt chúng chưa dậy nữa. Vợ em là siêu mê game luôn, mê game trên điện thoại á anh. Về chưa, con về chưa tới thấy con là cầm điện thoại chơi game rồi. Xong rồi tới lúc bà ngoại làm cơm xong rồi xuống ăn, ăn xong lên chơi nữa. Nhiều khi có cái nào mà mê game quá mà, bị cuốn theo game mà quên luôn cái vụ kia không? Dạ không. Anh thường là ngủ trước em không à? Còn ngày nào mà hai vợ chồng em mà chuẩn bị á là em đem con đi gửi bà ngoại. Thì anh mới kêu á là thôi em đi tắm đi, em đi tắm chuẩn bị anh ở trên đây đợi em. Thì lúc mà anh nằm ở trên đây đợi em á thì không biết anh thèm đồ ăn quá, anh chạy ra mua đồ ăn. Cái nó thôi vậy anh đi mua đồ ăn đi, tại vì em nghĩ là cháu ăn lấy sức. Xong rồi em mới tắm xong lên sức kem đồ sạch sẽ thơm tho, cái ngủ quên luôn. Sao câu chuyện gì đâu anh tức quá kìa trời. Xong rồi anh về thấy em ngủ quên rồi, cái anh mới thấy tội nghiệp quá cho ngủ luôn. Nhưng mà cái xác suất vậy nó nhiều không? Dạ có, em hay chăm cho bé nó ngủ. Thì anh mới nói là em tối nay là mình làm một trận linh đình nha em. Wow. Em mới nghĩ là cũng được thôi, tại vì lâu quá vợ chồng mình không có là không có đụng vô nhau. Xong cái em mới cho em bé ngủ, cho em bé ngủ xong quay qua anh ngủ luôn. Trời ơi. Em bị hoài thôi luôn. Thôi vậy mai mốt mình đừng có nấu trước luôn em. Không, nói trước là anh vô anh ngủ liền. Dạ. Anh dễ ngủ lắm. Rồi bây giờ em mong muốn người đàn ông này thay đổi điều gì?
em chỉ mong chồng em bớt lo chuyện bao đồng lại thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì em thấy quá là ok. Còn em sao? Vợ của em là chỉ bớt cũng dướng lại. Như vậy chăm con nhiều chút. Tại vì em chăm con mạnh lắm. Nói nghe nè, hai đứa, chị không có nghĩ là hai đứa còn nhỏ vậy mà cái suy nghĩ của tụi em rất là chín chắn á. Dạ. Thật sự nhất là bạn vợ á. Bạn vợ bạn yêu em một cách gọi là... Đúng rồi. Gọi là không có điều kiện luôn á. Giống như là yêu bằng cả trái tim đúng không? Dạ. Hiện giờ hai đứa quá hạnh phúc rồi, quá dễ thương rồi. Bây giờ phải xin chúc cho hai vợ chồng em cứ mãi như thế này, cứ mãi yêu nhau và cùng cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, em cảm ơn chị hai đứa. Rồi, chào hai em nghe. Giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Hajimemashite. Watashi wa Kwang to moshimasu. Watashi wa Goku desu. Kotoshi 28 sai desu. Watashi wa Dokudokuzin desu. Yoshiki onegai itashimasu. Ah, kotoshi ya. Kotoshi ya. Đây là tiếng Nhật. Mẹ xin thông báo với em là anh là cũng Nhật mà nhà anh ở gần chợ Nhật Bảo. Đó. Tụi mẹ tôi cũng không biết luôn, chỉ có biết cái gì. Anh Anh Hasu. Ủa, cái đó là Hàn Quốc. Konnichiwa. Đó. Konnichiwa. Rồi thôi bây giờ các em chuyển âm đi. Dạ. Chuyển âm mà giới thiệu bằng tiếng Việt Nam đi nhỏ. Dạ vâng. Con tên là Phạm Minh Quang. Hôm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang làm kỹ sư cầu nối tại Osaka. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Con cũng 28 tuổi bằng chồng con. Con thì hiện tại công việc của con là làm mẹ bỉm sữa ở nhà full time thôi. Và ngoài ra thì con có bắt đầu làm sáng tạo nội dung ở trên nền tảng TikTok ạ. Rồi bây giờ cho chú với cô Vân biết là cái mối tình của các con bắt đầu từ khi nào và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Năm 2012. Hôm đấy là chính ra là sinh nhật con. Thế xong rồi con có một chị bạn. Thì bạn chị bạn ấy cũng quen vợ con. Chị ấy có rủ bạn Ngọc này đến nhà con chơi. Chị giới thiệu là đây là bạn chị tên là Ngọc. Bằng tuổi. Thì con có đưa cho bạn ấy một quả táo chưa gọt vỏ, chưa gì hết rồi. Bạn ăn đi. Gặp chồng con trong cái buổi đầu tiên đấy thì con hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào luôn. Về con cũng không nhớ gì luôn và thậm chí là ấn tượng hơi không tốt cho lắm. Bởi vì ai đời lần đầu tiên gặp con gái người ta mà lại đưa một quả táo không gọt vỏ, không gì hết. Con không có một tí ấn tượng nào hết. Thế là về hai đứa cũng không có trao đổi liên lạc gì với nhau rồi. Xong rồi sau một lần thì vô tình theo đấy lại thấy Facebook của nhau cũng chỉ là kết bạn, nghĩ là kết bạn vậy thôi. Nhưng mà dần dần cứ comment, nói chuyện rồi nhắn tin. Thì sau này bọn con lại thành chơi thân. Và sau cái bữa tiệc đó thì bao lâu tụi con chính thức yêu nhau? Rất lâu. Câu chuyện đấy thì còn lâu lắm ạ. Bọn con còn chơi thân với nhau cơ. Như hai người đàn ông chơi với nhau ấy ạ. Nghĩa là chơi rất thân suốt 4 năm. Con cũng có người yêu. Và chồng con cũng có người yêu. Khi mà con chia tay người yêu khóc lóc lên xuống người yêu thì chồng con là người an ủi. Còn chồng con cần mua quà cho người yêu thì con là người tư vấn đi mua quà cho. Bao lâu thì chồng con chia tay bạn gái? Trước vợ con thì con chưa có một mối tình nào mà dài quá được nửa năm. Mà sau con chia tay thì có hè năm 2016 con có về chơi thì con đi chơi với các bạn ấy. Lúc mà bọn con chơi thân với nhau suốt 4 năm thì tất cả mọi người đều mặc định là bọn con đang yêu nhau. Không ai tin là bọn con chơi thân. Vì thế nên là đến cái hôm đấy thì mọi người mới chơi là thử thách hay là nói thật thì con thua. Thì con mới chọn là thử thách, thế mọi người mới thách con là bây giờ phải hôn chồng con. Mặc dù thách nhưng con không làm được. Ở 15 phút sau, cuối cùng là mọi người giục quá thì chồng con mới tiến tới làm liều. Là chồng con hôn con trước. Vâng. Hôn đó là xin lỗi là hôn ở đâu nè, hôn má hay là hôn môi? Hôn môi ạ. Môi. Thế là tối đó về con sáng sao? Xinh xắn. Đi cứ trêu là thôi nhá, thế bây giờ người yêu rồi đấy các thứ, nhưng vẫn chỉ là trêu thôi ạ. Nhưng mà chắc chắn có sự khác biệt. Thế là lại thành thật và cũng cảm giác là cũng tự nhận thấy là cái cảm xúc này nó không phải chỉ là chơi thân nữa. Thế là dần dần thì thành người yêu ạ. Mà sau đó dần thì dần là... tức là thời gian bao lâu sau cái nụ hôn đó? Là độ một tuần trước khi con đi. Dài quá chị ơi. Dài dữ dằn luôn á. Một tuần đó. Năm hay tháng gì mà hấu hồn. Mà trời ơi dài quá trời. Một tuần là tại sau đó thì con đã phải quay về Nhật. Vâng. Con ở Việt Nam. Như vậy thì chắc chắn là các bạn phải có một cái quá trình gọi là yêu xa. À, đẹp. Mấy năm? Đúng rồi. Bọn 2 năm. Yêu xa 2 năm. Có vất vả không? Trong cái khoảng thời gian đó có ghen tuông hay có cái chuyện gì nó dẫn đến cái chuyện gọi là các bạn khó
khó khăn trong tình yêu. Tại phòng khám đa khoa SBB, với đội ngũ bác sĩ và đồng nghiệp giỏi, chúng tôi từng bước hướng tới một dịch vụ y tế tư nhân đẳng cấp, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động với bệnh tật. SBB Healthcare dùng yêu thương trí tuệ để thức tỉnh và cùng nhau hướng tới tương lai. Nói chắc là với nhiều đôi mà yêu xa mà khó khăn thì có nghĩ là có, nhưng với bọn con thì trong quá trình yêu xa gần như là chưa bao giờ cãi nhau hay là chưa bao giờ giận hờn gì hết á. Có lẽ là vì là chơi thân với nhau quá rồi, hiểu nhau quá rồi nên là dẫn đến việc là rất là tin tưởng nhau ấy ạ. Mấy cả bây giờ thì vì là thời đại công nghệ thông tin phát triển rồi nên là gọi video call các thứ nó cũng rất là dễ dàng. Có những lúc mà bọn con gọi đến nhiều đến mức mà bạn con bảo là phục hai ông bà này không biết chuyện ở đâu ra mà có thể nói nhiều đến như thế, có những cuộc gọi 3-4 tiếng là bình thường ạ. Tính con tiếu táo, con hay trêu vợ con thì vợ con hay dỗi. Thế mỗi lần dỗi thì thật ra không ở gần thì không biết làm gì. Thì thôi trêu tiếp. Rồi như vậy thì bao lâu thì các bạn mới kết hôn? Năm 2018 con tốt nghiệp. Sau 2 năm đấy con rủ bạn sang. Nhưng mà có vẻ bạn không sang. Với thứ hai nữa là mẹ vợ, hồi đấy gọi là cô, cũng có vẻ như là không thích con gái đi Nhật lắm. Thôi tôi có việc là nếu không sang thì thôi mình về. Con về đến khoảng nửa năm nhỉ? 30/4/5 thì nhà con tổ chức đi Hải Tiến. Hôm đấy con thì trước đấy là con về con có thông đồng với cả một bạn em chơi thân với cả tụi con, là nhờ em ý đi chọn nhẫn cùng nhưng mà không nói gì với vợ con. Thì mua được cái nhẫn ở PNG ạ, bây giờ bạn ấy đang đeo ở tay ạ. Đến 30/4/5 thì con có hỏi mẹ vợ con là cho đi chơi Hải Tiến 2 ngày 1 đêm, tại vì con định cầu hôn vợ con ở đấy, tại vì Hải Tiến là nơi đầu tiên mà bọn con trốn đi du lịch với nhau. Nên là đi ra đấy mà con cầu hôn vào đúng sáng sớm. Bạn ấy cầu hôn, cái màn cầu hôn nó có bất ngờ và nó có điều gì đặc biệt không con? Chắc là bất ngờ nhất là bởi vì là con không hiểu tại sao lại có thể thông đồng được với mẹ con để cho con đi chơi qua đêm như thế. Mẹ con lại đồng ý luôn. Thì chồng con dẫn đi chơi, thế xong cầu hôn thì buổi sáng hôm đấy chuẩn bị cho con một cái váy. Chồng con rất thích chụp ảnh thì mới bảo là thôi mặc váy và để đi ra chụp ảnh buổi sáng sớm. Thì con cũng không nghĩ gì bởi vì chồng con lúc đấy vẫn mặc áo phông với ở quần short, thế thôi, rất là bình thường thôi ạ. Thế là con đi ra biển để chụp ảnh, thế xong mới bảo là thế bây giờ quay mặt ra biển đi để chụp sau lưng cho đẹp. Thì hóa ra là ở sau lưng là đã chuẩn bị nhẫn rồi, máy quay các thứ để quay hình lại. Thế xong thì mới hỏi con là thế có đồng ý làm vợ anh không? Con nghĩ là nếu mà với người khác chắc là xúc động khóc các thứ, thì lúc đấy con phì cười. Bởi vì cái hình ảnh đấy nó buồn cười quá. Nhưng mà đến lúc bình tĩnh lại thì thôi cũng phải nghiêm túc cho người ta một câu trả lời. Tại vì trước đấy là mẹ chồng con thì cũng mong muốn hai đứa kết hôn. Mà mẹ con thì sốt ruột quá, sợ con gái ế. Mà lúc thời điểm đấy con mới có 25 tuổi. Rồi sau khi theo chồng đi qua bên Nhật rồi sinh con, dạ, thì con có hòa nhập liền hay không? Khi mà con quyết định sang Nhật thì mẹ con là người sốc đầu tiên. Mẹ đẻ cưới xong là qua liền? Con cưới xong thì con ở nhà được hơn 1 năm. Năm mà lúc ấy chưa có em bé? Dạ chưa, bọn con mới có em bé gần đây thôi ạ. Dạ. Thực sự là với con là con cũng phải đấu tranh tư tưởng. Bởi vì chồng con đi thì dễ thôi, nhưng cái câu chuyện là vợ có đi theo chồng không thì lại là một câu chuyện khác. Bởi vì là con có sự nghiệp của con ở bên này, công việc của con rất là ổn định luôn. Nhưng mà con lại nghĩ lại là nếu chồng con ở Việt Nam thì liệu rằng chồng con có thể phát triển được bản thân không? Nhiều khi anh ấy không được tự chủ cái cuộc sống của anh ấy ạ. Thế là con mới nghĩ là hay thôi, động viên để chồng con quay trở lại Nhật, nó như kiểu cá gặp nước ạ. Đấy, thế là con mới nghĩ đến việc nếu chồng con đi thì con sẽ nghỉ việc. Đấy là một cái quyết định, một trong những quyết định mà lớn nhất của cuộc đời con. Con sang đấy thì vì là cái visa của con là visa phụ thuộc chồng con, nên là con đi làm như kiểu mình gọi là đi làm bán thời gian ấy ạ. Thì công việc cũng ổn, thời gian cũng không quá là vất vả. Con đi làm được hơn 1 năm thì dịch nặng quá, công việc nó không được thuận lợi cho lắm. Thế là chồng con bảo thế thôi, ở nhà mà đang rảnh như thế thì đẻ đi. Ở thăm thì hai đứa coi như là thân sơ thất sở bên đó, có hai vợ chồng lại đẻ. Lần đầu tiên biết đẻ là gì nữa đúng không? Lần đầu tiên nuôi con, lúc đó con có bị stress không? Lúc đấy là vợ con là stress nhất. Stress như thế nào đó? Con đến cái mức mà đêm con bé nó khóc là con cũng ngồi khóc cùng nó luôn. Khóc đến cái mức mà bố nó phải dậy, xong bố nó bảo bây giờ không biết dỗ đứa nào trước luôn, dỗ con trước hay dỗ vợ trước luôn. Con khóc mà theo kiểu là con khóc bị mất kiểm soát luôn ấy. Cảm giác mình bị bất lực ấy, là không hiểu tại sao lại như thế này. Ngăn ngừa viêm nướu, ngăn ngừa loét miệng, giảm viêm họng, khử mùi hôi, miệng giữ hơi thở tự nhiên, ion canxi siêu nhỏ đi sâu vào các lỗ hổng trên răng, giúp răng chắc khỏe,
Tinh bạc hà thơm mát, dễ chịu. Nước súc miệng ion muối làm sạch sâu vào bên trong, kháng khuẩn vượt trội với công nghệ Nhật Bản. Đến bao lâu thì con mới hết? Cũng may mắn là bởi vì là con trước khi sinh em bé thì con cũng cố gắng để trang bị cho mình những cái kiến thức mà nhiều nhất có thể, bởi vì con biết là không có các bà bên này để hỗ trợ. Thế là cái lúc đến lúc mà được hơn một tuần là con quyết tâm, con bảo thôi bây giờ phải rèn em bé thôi để cho em vào nếp. Ôi như vậy là cũng nhanh. Thì con mất độ khoảng 2 tháng thì em bé bắt đầu ổn định, thì bắt đầu nhàn, bố mẹ thì phân công lịch thời gian biểu. Anh nghĩ mấy tháng rồi? Dạ em bé được 8 tháng ạ. Mới đây thôi. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần quan trọng đi chị ơi. Đó, coi như là các bạn đã là bạn với nhau rất thân trước khi là tình yêu. Cho nên là mọi thứ là điều tốt đẹp mà các bạn đã hiểu nhau hết rồi. Như vậy chắc chắn là khi cưới nhau về là không còn một cái tật xấu gì lòi ra đúng không? Không ạ, còn nhiều lắm ạ. Ồ, bây giờ chúng ta kể đi nào. Nói trước đi. Bây giờ là còn thêm tật nữa là cứ trêu là dỗi, mà dỗi dai, dỗi lâu và dỗi trả thù luôn. Đánh nhẽ ngày xưa thì yêu xa thì con trêu, mà có dỗi con tắt máy rồi con đi ngủ. Bây giờ trêu thì không tắt máy nữa mà bị đấm. Vợ con dạo này hay trao đổi vật lý. Rồi là ngày xưa ở Việt Nam ấy thì nhà con đi xe máy. Mà hôm nào đi ô tô thì không bị làm sao. Đi xe máy là ngồi đằng sau sẽ luồn tay này xong rồi bóp vú. Ôi, su đầu dễ. Vâng. Su đầu dễ. Gọi là ngắt nụ đấy ạ. Ngắt nụ. Ngoài Bắc gọi là ngắt nụ. Nhưng mà mỗi lần mà con luồn tay qua, con su ảnh á thì con thích không? Có. Ảnh nhột mà con thích lắm luôn. Có. Mà càng cấm thì con lại càng thấy thích. Con bảo rồi thì thôi, tốt nhất là cho con sờ cho thoải mái đi. Là tự con chán là con thôi, nhưng mà cái trò mà cứ càng cấm thì lại càng thích. Rồi tiếp tục đi. Còn gì nữa không? Thật xấu gì không? Nữa là ngái ngủ. Ngái ngủ xấu tính lắm ạ. Ví dụ như là sáng dậy bảo thôi dậy sớm đi, chờ đi ăn sáng. Không dậy ra ngồi tẩn ra rồi các thứ. Ngày xưa thôi, bây giờ thì còn con được con gọi chứ không phải con gọi nữa rồi. Sinh xong rồi có hay quên hay gì đâu. Có một lần hay quên đến đỉnh cao đến nỗi là hỏi con là anh ơi kính của em đâu. Kính đang đeo trên mặt. Cứ đi tìm xúc quanh nhà con. Chị chưa tới mức đó luôn á. Chị cầm trên tay chị đi hỏi thôi. Con này là đeo rồi. Chị, cái đó của chị nặng hơn đó. Ngày xưa bọn con yêu xa ấy thì không có thời gian ở ngồi cạnh nhau. Không biết, nhưng mà vợ con thì hay xì hơi trong âm thầm. Ồ. Vậy là tốt rồi. Xì hơi trong âm thầm. Tốt bụng. Bây giờ thì nâng tầm mới á. Ví dụ như con đang cho con ăn chẳng hạn, thì mẹ nó có thể ghé lại gần cho người cùng. À là con mẹ nó chạy không? Mà nói đến xì hơi nhớ thì con có một cái tai nạn. Không phải tai nạn mà đây là do vợ con căng, thôi. Nó căng cái vụ xì hơi lắm. Nói đi con. Lần đầu tiên mà khi mà cưới nhau xong ấy, cái hôm đầu tiên ăn cơm với cả mẹ con, tức là mẹ chồng bạn này, thì mẹ con có ít một quả. Thì hôm đấy vợ con lại rất hồn nhiên nghĩ đây là con đấy. Ngồi mỉa mai là đồ ăn nhiều thế này sao cứ ít thế hả? Ít bao nhiêu, đồ ăn thì bao nhiêu cứ ít vậy hả? Thế bây giờ làm thêm đồ ăn nhé. Con thì không nói gì, con vẫn cú mà, con cứ ngồi con cười thôi. Mẹ con cũng cười. Đến cuối buổi ăn con mới bảo là mẹ đánh đấy, không phải anh đánh đâu. Thế vợ con mới bảo là không biết có cái lỗ nào để chui nữa. Không biết có cái lỗ nào để chui. Đấy là bữa ăn đầu tiên của con với cả mẹ chồng con. Mà thật ra thì con nghĩ là cái câu chuyện này là nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao mà con như thế là bởi vì vấn đề là chồng con mới là người thường xuyên xả hơi. Để sáng nay nói luôn thật xấu luôn đi. Nghĩa là để nói bắt nguồn với câu chuyện này thì phải là từ chồng con. Mà còn khi mà còn yêu nhau, chồng con đã thường xuyên như thế và phải tìm mọi cách, ví dụ như chùm chăn bắt con ở trong để ngửi này. Hoặc là con đang ngồi ở đầu quạt là nó sẽ ra dí vào quạt để cho nó tốc vào mặt con. Ông đặng hơn. Vậy á, người ta nói là đây. Con hư tại mẹ. Còn đây là con hư tại mẹ, là vợ hư tại chồng nè. Con chỉ là tức nước vỡ bờ. Chồng thả là do chồng. Vâng, đấy á. Bắt trước lại chứ gậy ông đập lưng ông. Rồi, còn cái tật xấu gì nữa? Cái tính mà để nói là con rất ghét đó là thích trêu vợ. Trêu mà kiểu vợ càng tức thì lại càng sướng. Mà nói chung là nói qua thì nói lại, hai vợ chồng nó y chang nhau. Đó. Ví dụ chồng con chọc con cái gì? Ví dụ như là hồi mà còn mới yêu nhau, ở trong này con không biết có cái chiếu gọi là chiếu trúc không ấy ạ? Chồng con cứ dí đầu con xuống đấy, xong rồi miết để cho cái tóc của con nó bị cắn xuống cái chiếu ấy ạ. Xong rồi sẽ cầm chân để lôi một cái thì nó đau khủng khiếp luôn ấy ạ. Nhưng mà cứ sướng. Cái đó em là may đó, không ai chơi được trò đó với em. Không ai chơi trò với em đâu.
Nhưng mà tóc như này là tiêu đó. Dạ. Mà vẫn lắm. Xong rồi trêu như thế, trêu mà chỉ có hai vợ chồng thôi chưa đủ ạ. Mà rất thích trêu con để cho mẹ con chửi con. Ví dụ như có hôm con đi làm về thì con mặc váy. Thì hôm đấy là sang nhà con chơi, rõ ràng sang nhà người yêu chơi thôi. Mà trêu người yêu là vật cho con ngã ngửa ra trước phòng khách ấy. Xong bắt Ngọc sao đi làm về mà nằm trình ảnh ra phòng khách thế kia. Thế là mẹ con ở trong phòng đi ra nhìn thấy, mẹ con bảo con gái con đứa vô duyên các thứ. Thế là thôi bà cho một trang mà con không kịp nói một cái gì, làm gì luôn ý. Thậm chí đến bây giờ đẻ rồi thì ở ngoài Bắc hay người ta hay có cái câu mà cọc như chó đẻ ấy ạ. Thì chồng con suốt ngày bảo là bây giờ có bộ môn mới từ lúc vợ đẻ xong đó là chọc chó. Thế là vợ đẻ xong rồi tính con nhiều lúc là con dễ bị cáu ấy ạ. Thế là lại càng thích. Có ghen không? Ừ đó. Có ghen không? À, chồng con thì được cái không ghen. Và chính vì không ghen nên là chồng con có một cái tính mà hơi biến thái một tí. Trời ơi, biến thái nó còn nặng hơn ghen nữa. Sao tính nào? Gì, tính gì? Con thì hồi chưa lấy chồng thì con cũng được một số anh theo đuổi. Thì đến lúc mà chồng con thì rất biết tính con, là không bao giờ có chuyện là lăng nhăng hay gì. Và con mà cứ có ai, anh nào mà nhắn tin những thứ thì con hay khoe. Con thì tính con không thích nhắn lại, nhưng mà chồng con thì rất thích. Nghĩa là luôn luôn lấy máy con xong bắt đầu giả danh là con. Là con. Xong nhắn tin với người ta. Có một lần đỉnh điểm là cái anh đấy là học cùng con đại học. Anh đấy mấy hôm đấy tự nhiên nhắn tin cho con và dạo này em có khỏe không các thứ. Xong anh bắt đầu khoe là ngày mai anh lấy vợ. Chồng con là đi, kiểu mặt rất là nham hiểm luôn. Xong bắt đầu ngồi nhắn tin và ôm mai anh lấy vợ à thì anh có còn nhớ em không? Thế sau bên kia cũng trả lời là anh cũng vẫn nhớ các thứ nọ kia, giá như anh không phải lấy vợ có được không các thứ. Thế là chồng con mới bảo anh ơi cho em chụp màn hình đăng Facebook tag vợ anh được không. Thế là thôi chặn nhau luôn. Ngay lập tức không còn một dấu hiệu gì, chồng con thì sung sướng ngồi cười cười ầm ĩ ở nhà lên. Vậy là ghen chứ ai nói với con là không ghen, cái đó là ghen biến thái luôn á. Ghen đó là ghen hơi cao cấp thì, luôn á. Cao cấp luôn á, để coi cái tâm tư nguyện vọng của đối phương của mình, đối thủ của mình như thế nào đó con. Nhưng mà bây giờ thì còn chắc hết rồi đúng không? Dạ vâng, con chả hiểu tại sao cứ dần dần chẳng còn ai nhắn tin cho con. Ừ, đấy đấy thì tình yêu là thế, quá dữ đó. Rồi bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con nghĩ là điều mà con mong muốn chắc là trêu con bớt lại đi. Trêu lại đúng không? Vâng. Với cả con muốn là chồng con tính con, chồng con cẩn thận hơn, rất hay cẩu thả. Theo kiểu vợ vừa bảo là cái này nhá chồng cất đi, không là kiểu gì cũng mất mà. Chồng nghĩ không mất được đâu, nhưng mà mỗi lần chồng con nói là chồng nghĩ là y rằng nó sẽ xảy ra ngược lại. Vừa mới hôm trước bị xong. Thế nên là con rất mong muốn là phải cẩn thận hơn. Bớt theo và cẩn thận lại. Dạ. Thế còn con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con muốn là vợ con bớt nhây. Đứa nào cũng vậy, đứa nào cũng nói đứa kia nhây. Tôi thấy hai vợ chồng này nhây đều hết trơn á. Hai nữa là bớt nóng tính đi. Nhiều lúc là vợ con cũng hơi nóng tính. Mới có 8 tháng chưa hết đâu con ơi. Dạ. Con cứ yên tâm là 5 rưỡi. À, trước đấy thì vẫn nóng tính rồi. Nhưng mà như vậy là lúc săn xong nó sao còn cộng hưởng nó nóng hơn nữa con. Vì thay đổi về hormone đó, cái đó là sinh lý bình thường. Ôi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho cuộc sống của các em nó sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn. Ừ. Và cái điều quan trọng là các bạn công việc mọi thứ nó sẽ phát triển hơn nữa. Ừ. Và hứa hẹn một dịp nào đó chương trình Vợ Chồng Son nếu như có đến với nước Nhật thì sẽ gặp lại các em. Gặp lại. Rồi xin mời hai em giới thiệu về mình nào. Con là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con là Xuân Khánh, năm nay con 32 tuổi. Con đang làm nhân viên kinh doanh ở Sài Gòn. Dạ. Kinh doanh ngành nào Khánh? Con làm bên dược ạ. Rồi mời con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Con là Nguyễn Hoàn, nay con 28 tuổi. Và con đang làm nhân viên nhà thuốc. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau, có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, tụi con quen nhau lúc mai mối ạ. Là cái lúc con ở trong Nam mà vợ con ở đang ngoài quê. Tháng 8 năm 2021 là lúc là trong này là dịch. Ở quê cũng là bùng phát dịch luôn. Ôi là mới đây rồi, mới đây. Đúng rồi, mới đây ạ. Là ông anh nhà bác cả vô trong nhà con chơi. Mẹ con có than bảo là cháu có ai không thì là mai cho con này Khánh. Ế quá bây giờ, rồi. Đúng rồi, bây giờ ế quá rồi. Ê, con lúc đó là con 30 tuổi đúng không? 30 là 31. Lúc con 31 ạ. 31. Dạ, ế quá. Thế là bắt đầu anh trai bắt bảo là cho số điện thoại con có con nhà chú cũng đang làm dược ở Thanh Hóa luôn.
cũng 2-3 ngày sau thì mẹ con xin số điện thoại của bạn này, mẹ con gửi cho con. Thì tối về buổi cháu lúc đó cũng từ chiều con đi làm về thì con cũng nhắn tin cho bạn Hoàn. Lúc đó bạn Hoàn cũng chưa có trả lời liền đâu, vì là lúc đó là vợ con đang làm tại phòng khám. Tối 8 giờ mới tan ca thì là lúc đó vợ con mới về nhắn tin cho con. Mà con đã biết mặt vợ con chứ, được xem hình chưa? Lúc đó hình vợ con mất chụp hình như sao ấy. Nhưng mà con thấy cái hình đó mặt kỳ lắm. Mặt kỳ lắm. Vâng. À thấy mặt kỳ quá. Dạ vâng. Ủa gì thấy mặt kỳ vậy? Tại sao còn làm quen nữa? Lúc đó mình cũng ế quá rồi cho nên là cũng cứ bắt chuyện làm quen. Con sao hả? Lúc ban đầu anh mới nhắn một từ là chào em, thế xong rồi con không trả lời. Đến tối con đi làm về thì thấy anh ấy lại nhắn thêm một tin nữa là anh quen anh Trương, muốn mong muốn được làm quen với em. Thì lúc đấy là con mới trả lời tin nhắn. Mà con có thấy hình quan không? Dạ có. Lúc đó ấn tượng đầu tiên của con nhìn anh thì con chỉ gọi như là nói chuyện xã giao thôi. Con cũng không... không có suy nghĩ gì hết. Đúng rồi, không có suy nghĩ là sẽ quen gắn bó với anh này. Sao anh nhìn Zalo thì lúc còn thấy sao? Con nhìn thấy Zalo là... không hay là anh dạ. Như thế nào? Con nhìn thấy hình Zalo thì con chật lất với những cái gì mà con nghĩ. Là muốn dê liền đúng không? Dạ. Là khóc là cái là cầu mong cho ông đừng có nhắn nữa. Dạ. Và con hơi ấn tượng con là con lúc đó con để râu. Vợ con lúc nào cũng phải là mặt phải chỉnh chu này kia. Rồi y như này đấy. Dạ vâng, không ấn tượng. Rồi đến khi bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ở ngoài? Lúc đó là dịch ở quê, con trong này cũng không, con cũng không đi làm được. Vì là thành phố mình cũng giãn cách, ở quê cũng giãn cách luôn. Con nhân cơ hội này là con về quê. Lúc đó cũng cuối năm, gần cuối năm về quê cũng cách ly 15 ngày, cũng khai báo y tế rồi cũng lên cơ quan. 15 ngày xong rồi con ra nhà bạn này. Vừa cách ly xong là đi qua nhà bạn này liền. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, mặt chạm mặt thì thấy sao nào? Mấy điểm? Con bị vỡ mộng luôn. Con bị vỡ mộng luôn. Vì anh ấy rất khác hình. Lúc mà hai đứa video call với nhau đấy ạ, thì anh ấy rất khác ạ. Nhìn bên ngoài thì cái hôm đấy là vào miền Bắc là mùa đông ấy ạ. Nó lạnh. Thế xong rồi anh ấy không mang nhiều đồ về, thì anh ấy có mặc bộ chắc là của bố. Cái áo ấm của bố từ ngày xưa ấy con. Nó rộng, nó to mà con cảm thấy như anh ấy giống như một cái thùng ấy. Gặp cái muốn chào chú hả? À, đúng rồi ạ. Ồ vậy hả? Vâng, nên là mất hình tượng lắm. Một năm con về một lần ấy, cho nên con cũng không chú trọng về cái vấn đề mà đây, của đồ ấm. Thế nhưng mà đây cua... áo của con. À, không còn đấy ạ. Thế sao lại già thế nên là nó lại màu, mặc màu đồ nó tối đó. Màu nó tối vậy, nó thùng thành không thành, nó vì nó ấm ấy à. Cái lúc đấy thì vào đến nhà rồi ấy thì bắt đầu anh ấy cởi cái áo ấy ra và anh mặc sơ mi trắng như ý con. Là con đã muốn là lần đầu tiên gặp nhau là con muốn anh mặc sơ mi trắng đóng thùng. Thì lúc đấy là anh ấy cởi đồ ra thì nó khác ấy. Cái ban đầu thì đúng không? Trước giờ ấy con chưa từng dẫn ai về nhà nên là anh chồng con là người đầu tiên con cho về nhà. Nên là cũng video call với nhau rồi cho nên là cũng bây giờ vấn đề ở đây là chạm mặt để mà nói những cái lời mà mong muốn chân thành. Khi mà video call thì vợ con không cho con nhìn mặt đâu, chỉ nhìn mỗi ngang trán thôi. Là trán vợ con cao lắm, nhưng mỗi ngang trán thôi. Khi nào mà quay xuống là lúc đó là cũng trong nhà cũng tắt điện rồi là mới quay xuống. Thế nhưng hôm đó con có đặt vấn đề là con cho anh tìm hiểu rồi sau đó là tiến tới. Dạ có, lúc đó con cũng xác định là cũng quen rồi, cũng xác định làm quen luôn. Trong quá trình mà làm quen trong này á, ông từ xa là con đã nghiêm túc, con đã nói chuyện rồi, cũng đã giải bày hết cái mọi tâm tư cho vợ con hiểu, cho nên là cũng không thôi với cô ấy rằng anh lớn tuổi rồi em ơi. Em không cứu vớt đời anh là cái nhân tiêu luôn. Đúng dạ, không? Rồi. Sau bao lâu thì hai đứa làm? Đó, chắc lâu lắm đúng không? Dạ không, cuối năm là tụi con đám cưới luôn. Nhưng mà là cách bao lâu cho lúc mà tụi con gặp nhau? Cách quen nhau cũng gần một tháng ạ. Lâu quá hay mà. Không phải một tháng, lại gần một tháng. Ủa nhưng mà là con đặt vấn đề, con cầu hôn là Hoàng ưng luôn không ạ? À? Dạ không ạ. Thực ra là cũng không phải là cầu hôn ạ. Và anh ấy gọi như là thông báo với con thôi chứ còn không phải là cầu hôn. Mới ban đầu là con cũng bị đơ. Vài giây sau thì con mới hỏi là để từ từ để em suy nghĩ đã. Thì xong rồi con về con thưa chuyện với bố mẹ con. Thì bố mẹ con thì... thấy chắc là thấy con gái có người rất là mừng quá. Vậy là đồ cưới là đã mua sẵn chưa hay là hôm đó đợt đã xong? Đúng rồi, em đang định hỏi đó. Nó phải sắm đồ cưới lúc đó rất là cực. Đúng rồi, con sắm đồ cưới từ trong này. Con đã con mang ra luôn. Con mang ra luôn. Chưa biết cưới hay không nhưng mà con cứ sắm đồ cưới sắm ra. Thôi bây giờ mình hỏi tới cái chuyện này nó thật ra anh không muốn nhiều chuyện nhưng mà cái này cần phải biết là hai đứa là quẹp nhau và quen nhau cưới nhau nó quá nhanh như vậy. Yeah. Vậy thì là nó có cái chuyện gọi là nắm tay cái nụ hôn đầu tiên của mấy đứa là trước cái ngày cưới hay là trong cái ngày cưới?
Lần đầu tiên con nắm tay vợ con là lúc đó, buổi trưa hôm đó là con đặt vấn đề với hai bác là mời hai bác qua nhà chơi thăm nhà, chú biết nhà. Ừ. Lần đầu tiên con nắm tay vợ. Nắm tay vợ rồi vợ để im luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Rồi cái nụ hôn là cách đó mấy ngày? Là tân hôn mới tụi con mới hôn nhau. Tận cái đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, anh nghĩ đó. Đúng rồi, ở dưới quê là quan trọng mấy chuyện đó. Rồi cái lần đầu tiên hôn nhau thì có thẹn thùng, có bị va vấp gì không? Có, vợ con cũng bỡ ngỡ. Con run lắm ạ. Con run rồi xong rồi hôn nhưng mà con vẫn nhéo anh ấy. Rồi, tụi con là quen nhau quá nhanh như vậy thì đã hiểu về nhau chưa? Hay là... Dạ, chưa. Chưa. Vâng. Bây giờ là... bắt đầu mới là kết hôn xong bắt đầu mới tìm hiểu nè. Dạ đúng rồi. À, kết hôn xong mới tìm hiểu. Đó, cho nên mình phải qua luôn cái mục mà nó gọi là mục mà vỡ mộng sau hôn nhân hoặc là thăng hoa sau hôn nhân. Đó. Rồi bây giờ hỏi luôn. Như vậy là vừa yêu vừa tìm hiểu, vừa sống chung với nhau thì những cái tật xấu của hai đứa nó lòi ra có nhiều không? Tật xấu của vợ con thì cũng không có nhiều. Vợ con được cái là hay quên. Ví dụ nấu ăn một cái gì đó là cũng là phải bày ra hết. Nhưng mà nấu một cái món ăn gì là phải bày chén gì ra xong rồi không rửa. Khi nào mà ăn cơm rồi mình thiếu chén thì mới rửa một cái chén mới ăn. Và nguyên cái bãi chiến trường đó ai là người dọn? Là con. Là con là người dọn luôn. Tới bây giờ luôn hả con? Thật sự dạ, nấu không cực nghe mà dọn mới cực. Trời ơi, cái người dọn cực khổ lắm, mệt lắm luôn á. Nấu ăn thì cũng nhiều lắm. Cuối cùng tới nấu xong vợ con lại chuyển qua điên vặt. Ăn những cái gì mà gọi là cái gì, ăn giống như bánh kẹo rồi nước trái cây. Lúc bây giờ lấc bô ăn cơm thì vợ con lại không ăn được. Xong rồi đồ nó lại dư, con lại người lắm người đi ăn nữa. Cho nên là qua một thời gian là bả sụt ký mà con lên ký. Dạ đúng rồi, con lên ký. Dạ. Ai cũng nói bỏ lời từ khi lấy vợ vô là con tăng ký. Dạ là vậy. Lấy vợ con xong con yêu nhất cái tính gì ở vợ con? Con ghét nhất cái đúng tính rồi. Gì ở vợ con? Tính vợ con là yêu nhất là tính thật thà dễ thương. Là yêu nhất, ghét nhất? Ghét nhất là hay càm ràm thôi. Hay càm ràm. Ồ, vì là vậy mỗi lần mà gây lộn xong là càm ràm dữ lắm đúng không? Không phải, con càm ràm thì con cứ ngăn nắp quá. Vợ con kéo bày mà cứ xong rồi con lại cứ làm xong rồi vợ con lại bày, càm ràm con bày vợ con là nói bảo là cứ dọn làm gì rồi lát lại cũng bày ra. Rồi lèm bèm đúng không? Cứ dọn làm cái gì rồi lèm bèm. Dạ, vâng. Như vậy tật xấu của bà cũng là bừa bộn đó. Đúng rồi. Dạ, vậy là bây giờ con mong vợ con thay đổi điều gì? Dạ cũng trong quá trình vợ con như vậy cũng là được rồi. Vì là hai vợ chồng cũng mới cưới nhau rồi cũng đang quá trình làm quen nữa thì cũng mong muốn vợ con thì sau này có khó khăn như thế nào thì nữa thì hai vợ chồng cũng đang cố gắng. Trong quá trình mà em làm rồi em dọn em làm em nấu ăn ấy thì em gọn gàng là giúp anh rồi nấu cái gì thì mình lấy ra những cái gì mà cần thiết nhất thì mình sử dụng, không thì thôi. Cũng mong em cũng cái này cũng gọn gàng hơn. Rồi, bây giờ tới Hoàng đó. Tật xấu của anh ấy có những điểm nào và mong muốn anh ấy con thay đổi điều sao? Tới tay con, bất ngờ đi con. Dạ, con với anh cũng quen online ấy, nên là nó sẽ cái tìm hiểu nó cũng không nhiều. Và con có hỏi thẳng anh về vấn đề nhiều cái lắm. Con không biết gì thì con hỏi luôn. Thì con có hỏi anh là anh có những tật xấu thói quen gì anh nói em để em còn biết em thích nghi. Thì chồng con bảo là anh thì anh không có một anh không nhận thấy là anh có cái điểm gì xấu, tật xấu gì. Thế xong rồi con cũng nói là em chưa thấy ai mà lại có gọi như là chưa thấy ai mà vâng hoàn hảo vậy. Khi mà lấy về ạ thì mọi thứ là nó chật hết. Anh ấy bị nghiện điện thoại. Nghiện điện thoại mà tính chất công việc của con lúc nào cũng ngang đó, hàng trên điện thoại nhắn tin những cái đấy hỏi luôn. Cái công việc thì công việc thì con cũng lướt Pay rồi không đi ra. Công việc của anh ấy là trên Pay và trên Shopee. Theo con để ý là ngoài cái giờ ngủ và cái giờ làm việc ấy thì con không nói, nhưng mà những cái lúc nào mà rảnh rỗi là anh ấy lúc nào lướt điện thoại. Đi ăn với vợ mà cũng cầm điện thoại. Dạ không, ngay ở việc đi vệ sinh luôn đấy ạ là cũng cầm điện thoại vào. Hai đứa mà đi ăn với nhau ấy là anh ấy sẽ đi trước cầm điện thoại thế này, còn con cứ đi sau ấy. Và đi vào đến bàn ngồi ấy thì anh ấy kéo ghế là anh ngồi bạch sự, còn con mặc kệ để nhân viên kéo ghế cho con ngồi. Tay vẫn cứ lướt, chỉ quan tâm mỗi cái điện thoại thôi. Đấy check yêu đi nha. Đấy chú nhá, chú. Dạ. Rồi sao nữa nè? Cái đấy là cái vô tâm con nhận thấy ở anh. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu thì anh chồng con tính chất công việc, còn chồng con trước kia là đi công tác nhiều, một tuần là anh ấy tôi công tác đến 5-6 ngày rồi ạ. Thì có một ngày đầu tuần gọi như là anh em gặp nhau rồi chén chưa chén anh thì cái đấy con không trách. Nhưng mà cũng có một vài lần là anh ấy về khuya đấy ạ. Lúc đấy là mình kiểu như là người chờ cửa ấy cô.
nó không ngủ được. Ví dụ như con mà ngủ được thì con không thấy bực, nhưng mà không ngủ được ấy cô. Với lại lúc đấy em mới vào là công việc của con chưa có, con ở nhà biết mà chỉ có mong là cả ngày chỉ có mong lúc chồng về thôi đấy ạ. Thì con không thấy thì anh ấy về muộn rồi nhậu nhẹt ấy. Cảm giác như là anh ấy đi nhậu mà mình phải ngồi chờ đợi các cái nọ kia, và trước giờ là con chưa phải chờ đợi ai kiểu đấy. Thế xong rồi con cũng khó chịu ấy. Thế xong rồi một thời gian con cảm giác con bị stress, về anh ấy nói gì hỏi gì cái con cũng không trả lời. Một thời gian là vợ chồng con không nói chuyện với nhau, cũng cứ kiểu như là mạnh ai đấy làm, ai thích làm gì làm, ai đi về lúc nào về, không quan tâm nữa. Một hôm thì con thấy sống như thế này, với hai vợ chồng mới cưới nhau mà sống cái kiểu như vậy thì cũng không bền. Thì con cũng ngồi lại là nói chuyện với anh xem mình thay đổi bản thân đi để hoàn hảo hơn, vợ chồng nó sống với nhau nó hòa thuận hơn. Thì một thời gian sau thì anh ấy có thay đổi. Vâng. Có như vậy cũng vui. Đúng không? Bây giờ sao con mong anh thay đổi cái gì nè? Dạ, con mong thay đổi, anh thay đổi là anh bớt điện thoại đi, quan tâm con và rồi. Nhiều khi vợ chồng ấy, con muốn anh chia sẻ nhiều hơn về công việc. Thế thì sao? Dạ được ạ. Không? Dạ được ạ. Nắm tay nhau cái đi. Mà còn cái mà anh Khánh muốn con cái vụ bừa bộn đó, con có đáp ứng được không? Đó, bắt tay rồi nha. Được nha, hai đứa về. Tại vì mới cưới quá là bây giờ đang gọi là cọ xát đó em. Sòn quá. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn hạnh phúc nha. Và mau chóng có một thành viên mới trong gia đình. Nghe có tin vui báo cho chương trình Vợ Chồng Son biết để chia sẻ với các em. Dạ vâng, con cảm ơn cô chú ạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thùy. Em 27 tuổi, em đang ở quận 12. Em làm công việc gì Thùy? Dạ, em làm bên công việc phát triển thị trường á anh. Em tên là Trương Thịnh, quê của em là ở Bình Định. Em hiện giờ là 34 tuổi, kinh doanh tự do về lĩnh vực điện. Nhìn cái chân mày ấn tượng quá luôn. Cái tướng là tướng dị nhân á, đó là làm tướng hay làm quan gì đâu, kiếp trước hay sao á. Mày dữ mà nghe. Hai bạn là gặp gỡ như thế nào và yêu nhau ra sao? Thì hồi đó là em đi thực tập, bạn em mới giới thiệu là ồ anh này có bên công ty cho làm, chạy từ quận 12 chạy xuống Thủ Đức, chạy một hồi thấy tới Gò Vấp. Ông này đứng chờ nguyên một tiếng rưỡi, ra mặt quạo quá trời luôn. Có mặt ổng nghiêm nhầm. Nhưng mà gặp một người đẹp như vậy mà vẫn quạo hả? Em cứ nghĩ là nhờ công việc mà đi trễ mà đợi bác đợi mà tôi chắc phải hơn 2 tiếng đồng hồ á. Nhưng mà xong rồi thì em cũng vẫn giới thiệu cho công ty đi thực tập thôi. Một thời gian sau là em mới nhắn tin em hỏi. Em kêu thực tập công ty sao rồi, làm được có tốt không? Thực tập thì chỉ đi tới có mặt thôi chứ con không có biết làm cái gì hết. Thì em mới nói thôi có gì anh cho mượn bài của anh này. Nhưng mà lúc đó là em đã có bạn gái chưa? Dạ chưa anh. Thế còn Thùy? Dạ em có rồi anh. Mình cứ nghĩ anh coi ảnh như anh trai á. Đến khi nào thì tình yêu của các bạn mới phát triển? Tết năm đó là ảnh xin ra nhà em chơi. Thì em cứ nghĩ là mình xem ảnh như anh thôi, thì ra mình chơi để biết nhà kia. Nhưng mà là cảm ơn anh, rồi dẫn đi tới chỗ nọ chỗ kia của quê hương của mình. Ngày đó thì bạn trai em cũng vô chơi luôn. Thì mẹ mới kêu con làm như vậy là không được. Em mới kêu có đâu thì con thương kia, còn này thì coi như bạn bè thôi chứ có gì đâu má. Hai người đó đi về rồi á, thì mẹ mới đi kia xem tuổi. Thì mẹ mới nói con không có hợp tuổi với bạn kia, mà con hợp với anh này hơn. Lúc đó tóc tai không có gì không? Dạ không, hồi nó có tóc á. Quê em là ở đâu? Em Quảng Ngãi. Thứ nhất em đi chơi là để biết quê, và thứ hai là em biết thứ cái tình cảm gia đình như thế nào. Nếu như được thì em quen luôn. Sau đó thì bạn trai cũ của em á, là em giải quyết như thế nào? Hồi đó bạn ghen dữ lắm, cứ kêu trời chắc là giờ thương ông này hay sao. Em kêu trời nghĩ sao mà thương ông đó, trời vừa xấu vừa lùn mà vừa già nữa mà. Bởi vì tình cảm mình không có dành cho người này. Thì sau một thời gian á là mẹ ngăn cản rồi, thì em mới dứt người kia. Mà người kia liên tục là nhắn tin điện thoại, là kiểu níu kéo lại á, không có hiểu, cứ nghĩ là em bắt cá hai tay, một là bắt cá hai người một lần. Cho nên là cứ liên tục níu kéo. Thì trong khi đó ông này kêu thôi cưới. Em kêu thôi cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa. Không có yêu gì hết. Không có nghĩ được là cưới là để cưới chồng là để làm gì nữa. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ yêu chưa nè? Dạ giờ thì yêu rồi. Yêu lúc nào? Bắt đầu yêu từ lúc nào nè? Sau khi mà đám hỏi xong á thì khoảng thì bắt đầu giờ đó là mình giờ cái thôi giờ là của mình rồi, thì bắt đầu mở lòng mình ra để đón nhận. Mà năm yêu thương nhất á là bắt đầu từ cưới về rồi là ảnh chăm sóc em rất là nhiều, rất là kỹ. Nói chung là thương hơn bản thân của ảnh á, mình cảm nhận vậy đó.
Vậy à, dạ. Là lúc đó mình yêu luôn. Dạ. Cái ngày mà vợ chồng em cưới xong rồi thì em có bầu liền. Thời gian đầu thì em bị sốt liên tục. Ảnh đi kiếm lá cho em xong. Nói chung là chăm sóc rất là kỹ. Cái lúc mà em đi làm, thời gian làm là 6 giờ sáng là vô làm rồi. Thì 4 giờ sáng là anh đã dậy, anh chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu thêm để cho trưa em đem tới công ty ăn nữa. Chiều đi làm là tranh thủ chạy về sớm để đón em. Phải là về là em ngủ em làm gì đó. Ảnh vẫn đi chợ búa cơm nước làm hết luôn cho em luôn. Trời ơi, thương gì đó hả? Ồ, còn chồng thì lúc nào là em bắt đầu yêu vợ em, lúc mà... Tại vì khi đó là em vẫn nghe được cái thông tin là bạn trai cũ của vợ em là mẹ vợ không cho ven nữa rồi. Ừ. Lợi dụng cái lúc cơ này, hội dạ, cơ hội lúc này là mình mới đá được. À. Dạ. Là em quyết định là nghe là em sẽ cưới vợ em mà em quyết định em quen. Bao lâu thì tụi em mới cưới nha, từ lúc đám hỏi cho đến lúc đám cưới? À, đám hỏi, cách đám cưới là 6 tháng. Từ lúc đám hỏi đến lúc đám cưới thì có trơn tru không? Trước đám cưới khoảng 1 tháng á, này là mê đá banh lắm, lúc nào cũng đi đá banh á. Em nói là đi qua để chuẩn bị cho đám mình á, từ từ đã đi đá banh xong về rồi tính tiếp. Bữa đó em nóng quá, điện thoại không được, em nóng quá, em đồ trong lễ đám hỏi em trả hết luôn. Đó Thịnh làm cái gì để mà mới hàng gắn lại? Em trả xong rồi hắt luôn xuống đất, ông bỏ ông đi về luôn. Về xong rồi còn tắt điện thoại luôn, không nghe, không điện thoại cũng không được, nhắn tin không được, nó nóng nữa. Rồi vậy cuối cùng ai là người làm quà? Ai là người năn nỉ? Dạ ba mẹ. Nói chung là người đàn ông này thương thì cũng thương dữ lắm, nhưng mà vẫn rất là quả quyết chứ đâu có mềm yếu đâu, đúng không? Từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới nhau á, là giữ như là giữ cho nhau cho đến phút chót luôn, đúng không? Dạ. Vậy thì cái đêm động phòng á nó vui không? Hỏi cái đó à? Dạ. Khổ vậy, tôi hỏi cái đó. Tự nhiên cái không khí nó đang rần rần kìa, tôi hỏi cho nó cái trầm xuống liền. Dạ, nói chung là đêm tân hôn cũng vui, nhưng mà cái phòng nó sát phòng khách quá. Phòng sát phòng khách thì có gì đâu. Có ba em ngủ ở đó nữa. Ngay cái giường em tới tấm giác tới ghế là ba ngồi ngay cái ghế đó coi tivi. Mình nằm mà chờ hoài. Ba ông không ngủ. Cứ ba không ngủ. Mình đó thì về làm dâu mới đầu thì mình sợ. Nhưng mà rồi xong bữa đó có thành công không? Dạ chắc là thất bại. Thất bại. Các cặp vợ chồng nó thường là đêm tân hôn hầu như là thất bại hết, chứ không phải là cặp của em không đâu. Rồi sau khi cưới nhau về thì cuộc sống của các bạn có trải qua những cái biến cố gì không? Dạ có anh. Khi mà vợ chồng em mà ra lập nghiệp á thì cũng có kinh doanh riêng, làm ăn là cũng bị thất bại. Thất bại mà bao nhiêu áp lực á thì dồn lên. Thì về lúc đó ảnh vô tâm lắm, nhưng mà ảnh không có chia sẻ được với em. Thì cái lúc đó là em rất là buồn mà quẩn mà không biết nói chuyện với ai hết. Ngay cả ba mẹ mình á thì nghĩ thôi giờ ba mẹ già quá rồi, bây giờ mình nói á thì là ba mẹ buồn rồi, có chuyện gì ba mẹ đổ bệnh nữa. Thời gian đó thì em rất là bị stress. Dạ. Phần thì con nhỏ, phần thì chồng không hiểu, phần gia đình chồng không hiểu, tất cả đều không hiểu em hết. Mình cứ nghĩ là cuộc sống mình là như là đúng rồi, không có cái đường nào, không biết chia sẻ tâm sự gì với ai hết, dạng như trầm cảm luôn, không nói chuyện, dạng im liên tục. Lúc đó là em vừa mới sinh em bé hả? Dạ em sinh khoảng được 6 tháng. Công việc em biết lúc đó em vẫn bị áp lực nhé, nhưng mà em cái áp lực của em thì em tự giải quyết, cho em ít có nói với cho vợ biết. Nên là vợ em cứ nghĩ là tại sao mà không đi chia sẻ. Em tự cố gắng em xây sửa cho nó qua cái đi những cái khó khăn thôi. Đến bao lâu thì mới vượt qua được hết tất cả những cái khó khăn đó? Dạ cũng phải hơn 1 năm anh. Có nghĩa là trong cái kinh doanh á là em có hùng hạp với người ta đúng không? Mình sang lại cửa hàng á. Nhưng mà cửa hàng là bên phía bên gia đình chồng luôn. Là hồi có như là... bị hiểu lầm gì đúng dạ, không? Dạ. Đúng rồi, em bị bên gia đình chồng hiểu lầm rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đã giải tỏa được hết chưa? Dạ bây giờ thì xong hết rồi. Nhất là bên chồng á. Dạ. Bên của Thịnh đã hiểu được cái... Hiểu được cái khó khăn của em không? Sau 1 năm á là bắt đầu em thấy tình cảnh nó buồn quá, xong em chịu không nổi nữa thì em không có ở Bình Thuận nữa. Em ôm con, hai mẹ con vô trong này, em lập nghiệp trong này, còn một mình chồng ở ngoài đó. Ông còn nhắn tin cho em là bây giờ em đã quyết định đi rồi thì chúng mình ly dị đi để cho em có một tương lai sáng lạng hơn. Ba chồng em hình bảo em là có sướng có vui gì thì cũng có vợ có chồng, có chuyện gì thì vợ chồng cùng gánh vác. Thì con em có nói lại với ba là ba ơi, cái này con đi không phải là con bỏ chồng con mà con đi, nhưng mà ở vì ở ngoài đó điều kiện mình làm ăn không có được thì mình đi vô trong này để mình gầy dựng. Con không có bao giờ con có ý nghĩ là con bỏ chồng con hết. Rồi ba cũng khuyên chồng. Thời gian sau là ba liên tục điện thoại động viên. Và bao lâu thì Thịnh mới vô? Hết năm đó em mới vô. Cái thời gian mà vợ em đi mà gần 1 năm xa cách nhau như vậy á thì trong lòng em nghĩ sao? Em có tin vợ em là như nãy giờ vợ em nói không? Vợ em thì em vẫn tin điều đó chị. Và bản thân của em ở ngoài đó em vẫn bình thường chung thủy với vợ em thôi. Em chỉ lo công việc thôi. Ừ.
thời gian rảnh thì em sắp xếp em chạy vào Sài Gòn để em gặp vợ gặp con em. Đó là em vẫn vững vàng trong cái niềm tin với vợ chứ không có bị... Tâm lý của em rất là vững. Cứ thứ bảy là anh vô chủ nhật, chiều tối chủ nhật là về. Đó, thì cứ bảy nhật buổi tối chưa? Buổi tối thứ bảy hai vợ chồng tranh thủ gặp nhau có vui không? Ngoài đó là vô trong này là khoảng 3-4 giờ sáng á. Thì giờ đó thì buổi sáng là hoạt động thôi, trong giờ sáng thôi. À, hoạt động xế. Rồi, bây giờ coi như những cái chuyện buồn, những cái chuyện khó khăn nhất cũng đã vượt qua rồi. Dạ. Rồi, bây giờ các bạn là lấy nhau được mấy năm? 5 năm nè. 5 năm. 5 năm. Có những cái tật xấu gì mà từ lúc mà cưới nhau cho tới bây giờ là ảnh lộ ra mà ảnh không có thay đổi được hay không? Cái tật xấu nhất của chồng em chỉ là vô tâm. Chuyện vui hay chuyện buồn gì em về em chia sẻ với ảnh. Ý như là chia sẻ với một cái ghế làm hình không nói đi nó lại gì trơn. Thật ví von giống như cái ghế mà nói chia sẻ giống như chia sẻ với trái banh. Đó đó anh trước kia mê đá banh lắm. Mê đá banh ông nào không mê? Em đâu mê đâu, em mê banh đũa à chẳng hạn. Chỉ có cái tật vô tâm là chỉ vô tâm thôi, không chấp nhận được. Dạ, còn lại nói chung là tuyệt vời. Cái lúc mà em phát hiện em có bầu em về em báo với ổng thì ổng sao? Ổng có nhảy lên không? Không có tỏ thái độ gì đâu. Ổng điện thoại gì? Alo ba hả? Vợ con có bầu rồi, điện tất cả ba mẹ hai bên là biết là cứ ổng điện thoại là biết ổng mừng thôi, chứ còn ổng không có tỏ thái độ. Có thể hiện. Dạ. Đến bây giờ 5 năm trời chưa bao giờ em ơi anh yêu em hay gì hết trơn. Chưa bao giờ thổ lộ với vợ luôn. Rồi lúc mà hai chồng ấy gì đó, ông có thể hiện gì không? Thì ông chị vô tâm luôn. Ông có bình thản gì đó. Nói chung cái đó thì nó có tín hiệu trước. Hai vợ chồng em mà tối mà ngủ á, người quay góc này, người quay góc kia. Ngày nào mà ông tới mà ờ là hiểu cái đó, bật cái xanh. Còn Thịnh, cô ấy có tật xấu gì không? Ngủ, ham ngủ thôi. Ham ngủ với mê chơi game. Mê ngủ, dạ. Mê chơi game. Còn gì nữa không? Dạ, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Em có muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Thì em chỉ mong muốn là quan tâm em một chút. Nhiều khi mà thấy em có biểu hiện gì là lạ thì giả bộ quan tâm em cái đi. Ờ, thấy thương dạ. Không? Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ mong vợ em là cái thời gian chơi game ấy, hoặc là điện thoại, lướt Facebook điện thoại nó bớt lại đi một tí thôi. Thôi nói chung là hai vợ chồng cũng trải qua rất là nhiều biến cố rồi, cũng khó khăn rồi. Và giờ hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì bây giờ anh cũng có một cái điều mong muốn nữa. Đó chính là anh mong muốn được nghe em, thấy em nói những cái gì đó đặc biệt. Đó là những lời yêu thương với vợ mình, có được không? Trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, được. Vợ chồng em đến với chương trình Vợ Chồng Son là theo nguyện vọng của vợ em. Thời gian qua là từ khi yêu đến khi cưới là em là rất tiết kiệm lời nói. Nhưng mà đối với em, vợ em vẫn là số 1. Vợ con em và gia đình em là số 1. Em luôn luôn yêu thương vợ con em hết mình. Chị nói em nghe em đừng buồn. Có nghĩa là ổng không nói ra miệng thôi. Nhưng mà cái lòng của ổng nó tràn đầy cái tình cảm với vợ, với con. Đó, tuy nhiên thì chị thấy như vậy. Cái nhu cầu chính đáng của một người phụ nữ là sao? Người ta cần một cái lời nói, một cái cử chỉ, một cái hành động. Tức là ngoài cái chuyện ngầm hiểu ra thì bây giờ người ta muốn hiểu trực diện luôn á. Giống như là em tiếc gì một cái câu là vợ ơi, anh yêu em hay gì đó. Dù bình thường em ngại nói thôi, ngay cái lúc đó em nói cũng được vậy. Đúng không? Dạ. Hai đứa đang nằm nghiêng, quay lưng lại gì đó. Vẫn cái tự nhiên, cái em quay qua cũng nói vợ, anh yêu em quá à. Thôi mình ấy cái đi vợ vậy đó, đúng không? Đó thì có thể là em tiếc gì cái câu nói để cho vợ em sung sướng. Hy vọng rằng là mỗi một ngày em sẽ đều nói những lời yêu thương với vợ mình. Thế đã làm những món quà tuyệt vời rồi, phải không em? Dạ, em chỉ mong vậy thôi. Vợ anh yêu vợ quá. Hay quá. Thôi, chúc cho hai vợ chồng em như thế này ha. Dạ, cảm ơn.